Em tên là Nguyễn Đặng Hồng Thư. À, năm nay em 26 tuổi, hiện em là nhân viên văn phòng ở Long An gần với Bình Chánh. Em ở Tiền Giang ạ. Theo em tự thấy điểm mạnh của em là em có một cái tính độc lập nên mọi việc là em có thể tự mình hoàn tất. Nên cái đó cũng là một cái điểm yếu nhỏ của mình. Tại khi mà con gái mà cái gì cũng phải tự làm thì không có cần sự giúp đỡ của con trai. Là Phan Hữu Nghĩa, em đang sống tại quận 7. Quê gốc của em là ở Tiền Giang. Em hiện tại đang làm kỹ sư bên điện lạnh. Khuyết điểm của em là em đi xe ngoài đường, em chạy xe cũng khá nhanh. Em chạy ngoài thành phố, em chạy xe nhanh dữ lắm. Không, cái này không được, cái này phải khắc phục. Buổi tối em về, em làm việc về, em hay lên Facebook chơi. Kiểu mình không có đăng Facebook nhưng mình thích lên trên đó mình xem. Mà mình mất quá nhiều thời gian vô cái Facebook. Tức là nghiện Facebook đúng không? Dạ. Facebook đôi khi nó cũng có thuận lợi cho mình. Mình đã tìm hiểu về tất cả mọi thứ, nó cũng hay lắm em. Dạ. Đừng có nhiều chuyện quá thôi. Em thấy cũng hay. Ôi anh like dạo nhiều lắm. Em có nghiện Facebook giống như bạn Nam không? Dạ cái này cũng có. Tại vì hiện tại em sống một mình rồi làm việc về thì hầu hết thời gian thì ngoài mạng xã hội thì cũng không có việc làm gì. Em có một cái sở thích là em thích đọc truyện ngôn tình. Mọi người nghĩ là đọc truyện ngôn tình thì sẽ mơ mộng hão huyền, nhưng mà em khi đọc truyện ngôn tình em rút ra được cái nhiều cái bài học cho mình. Sống lúc nào mình cũng phải lạc quan, thực tế nhưng không thực dụng. Tiền là vạn năng nhưng không tiền vạn vạn bất năng. Bạn gái cho tôi biết đường tình duyên thế nào? Dạ tính tới bây giờ thì em chưa có một mối tình nào cụ thể, nó chỉ là những mối tình chớm qua rồi thôi. Dạ. Mối tình đó có đi đến một cái nụ hôn đầu đời không? Dạ không ạ. Còn bạn trai? Em cũng có một hai mối tình. Cái khoảng cách với lại cái thời gian xa nhau lâu quá nên là anh có nhập ngũ 2 năm á, thì cái khoảng thời gian đó thì nó xa đúng không? Dạ xa mà cách lòng. Sở thích của bạn là gì kìa bạn trai? Em rất là thích chơi mấy cái trò cảm giác mạnh. Dạ, cảm giác càng mạnh em càng thích. Em chơi nhiều lần nữa, em chơi chừng nào hết sợ rồi thôi. Hay vậy? Dạ. Cái trò nào mà có lộn đầu lộn ấy đâu đó rồi em hay thích. Ơi. Em có thích chơi ba trò đó không? Mấy trò cảm giác mạnh thì em chơi được, cũng thích chơi. Em thật sự là em không sợ cái thứ gì á. Vậy đó hả? Em ví dụ em chơi những trò gì rồi lộn đầu lộn cổ không? Dạ có, tàu lượn siêu tốc hay là mấy cái trò mà đưa lên cao rồi thảy xuống, chuyện đó em vẫn chơi được. Vậy hai đứa hợp đó, về lộn đầu với nhau đi. Hai trẻ nó hợp với nhau quá. Cái hình mẫu lý tưởng của em á. Trước tiên em mong muốn ảnh có một cái công việc ổn định, có ý chí cầu tiến, vui vẻ, nhiệt tình. Quan trọng là tính cách là phải chân thành. Em thích cái kiểu người chủ động với em một chút, chứ không kiểu như mà em hỏi người ta một ý gì đó, người ta chỉ trả lời em như vậy là mình khó nói chuyện với nhau tiếp tục á. Em cũng thích vậy luôn. Thích vậy luôn á hả? Dạ, tại vì em cũng có tiếp xúc với mấy bạn nữ á. Thì cái mình nhắn tin á, nó bị hay bị rơi vô ngõ cụt. Ví dụ như mình hỏi mà mình cứ một phía hỏi xong là một phía khai thác, còn một phía mà không có khai thác á. Nó cục hứng đúng không? Cục hứng luôn. Em thích một người con trai như thế nào? Em cũng thích cao ráo, vui vẻ, nhiệt tình, chân thành với nhau và nói chuyện hợp gu với nhau. Anh là thấy anh cũng chân thành đó nhưng mà cao thì không cao rồi. Anh không. Vậy để coi anh cao hơn em hay không? Cao về nhiều thứ chứ không phải cao về hình thể. Bây giờ em có hình mẫu lý tưởng nào không em gái? Trong showbiz thì em thích anh Trương Thế Vinh. Cao quá. Cao nhưng mà quan trọng là cách mà ảnh đối xử với phái nữ, đối xử với mọi người xung quanh là em rất thích. Ảnh rất là ga lăng với phụ nữ, rất là flirty. Nhưng nếu như chồng em ga lăng với nhiều phụ nữ em thích không? Đúng, đó, cái đó mới là vấn đề đó em. Dạ, cái gì nó cũng phải có một cái mức độ vừa phải nhất định. Sao nè, em nghe những cái tâm sự của bạn thấy sao nè? Dạ, em cũng là người giống vậy. Không giống vậy. Nhưng mà em không giống Trương Thế Vinh. Em thì không có biết nói mấy cái lời hoa mỹ như mấy người. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà tiếp xúc với em dài lâu thì chắc cũng được. Mở rào. Không gian này là cô Nghĩa đó nha. Bắt đầu đi em. Tặng em món quà. Cảm ơn em ạ. Dạ, em mong muốn là mình sẽ tìm hiểu rõ tính cách để em tặng anh một món quà anh thích nhất. Anh cái gì cũng thích á. Ai tặng gì là anh thích à? Anh dễ lắm. Nên có là... ai cho gì anh cũng lấy không? Không, ví dụ như người nào tặng thì mình lấy. Còn nếu mình thấy cái món quà đó mà nó không trúng với cái, ví dụ như nó ảnh hưởng tới một cái gì đó thì mình sẽ không lấy. Con trai yêu bằng mắt, gái bằng lỗ tai mà. Cho nên là cái cảm nhận đầu tiên của anh á thì thấy em cũng dễ thương, cho nên là anh rất là thích. Vì cái cách nói chuyện thì em nói chuyện cũng nhẹ nhàng, dễ chịu, anh cũng thích luôn.
Dạ cảm ơn anh ạ. Em thấy anh sao? Trước tiên là sơ mi trắng thư sinh cũng rất là đẹp trai. Thực tế là không phải anh không thích mặc cái áo này đâu. Anh trai nhưng mà anh thích màu hồng hơn. Anh cảm giác là anh tự tin khi mặc áo màu hồng hơn. Dạ em có nghe nói là thường thì con trai không có thích mặc áo màu hồng, mà thường là con trai thích mặc áo màu hồng thì không thích con gái. Anh thích con gái chứ, anh đảm bảo luôn. Tại vì anh đi học á, anh đi học một cái lớp đó thì có cái anh thầy đó, anh nói là mày là gái, tại vì các bạn cái mình ảnh nhìn thấy cái thể hiện ở bên ngoài của mình, anh nói mình là con gái. Có một bạn nữ ở trong lớp luôn nhắn tin riêng với anh nói là anh cứ sống đúng với cái giới tính của anh đi. Nhưng mà thế là không, anh cũng nói luôn với bạn đó là anh là con gái luôn, cho bạn đó nói hoài luôn cũng được, kiểu chán thì thôi chứ mình không cãi. Nhưng mà anh đảm bảo là anh là con trai. Với có một cái nữa là tại vì ở trên sân khấu á, cho nên là anh không có ngồi dựa. Nhưng mà anh đi làm á, anh có một cái thói quen nó không giống với mấy bạn trai khác xíu, nghĩa là anh sẽ ngồi cái kiểu như của con gái á. Anh tại vì cái hành động này là do cái cảm giác mà mình thoải mái, anh cảm giác thoải mái với cái hành động đó, anh dễ làm việc hơn. Thì em cứ ngồi đi, em cứ sống đúng với những cái gì mà em thích. Ngồi đúng giới tính của mình đi. cái lúc em dựa thì em mới ngồi như vậy. Còn nếu mà em ngồi em thẳng lưng ngồi thế này thì em sẽ ngồi bình thường. Em cứ ngồi giống anh nè. Em nghĩ là cái quần áo nó cũng không quan trọng mấy, quan trọng là do cái tính cách của mình thôi. Chính mình xác. Thích cái màu gì. Em giống anh. Nhiều khi mình thích màu hồng thì cái tính cách của mình nó lại mềm mại hơn, nó đối xử với người khác nó không có cứng nhắc mấy. Đúng. Em tự đánh giá em là em nói chuyện không có ngọt ngào, em không có cầu từ gì hay ho hết á. Nhưng mà anh tặng em là anh tặng sô-cô-la. Thì em cứ ăn thử đi. Thì nếu mà thì nó có ngọt đi chăng nữa thì nó em cảm giác thì nó còn không ngọt bằng anh đâu. Nếu mà em tiếp xúc nhiều với anh. Vậy mà ông nói em không biết nói. Lại nói thì nó không có, nó cứng thôi. Nhưng mà trong người anh thì nó lại ngọt. Trời đất ơi, ông chưa biết nói mà ông vậy đó. Mà ông nói rồi luôn. Không biết sao nữa. Nếu như bạn gái nói giờ anh chứng minh cho em thấy anh đúng là man đi, em sẽ làm gì? Em không biết em làm gì nữa mà anh đứng đây ngồi đây em run quá. Em lên sân khấu em bị khớp, em bị run. Tụi em muốn phát triển kinh tế gia đình thế nào nếu hai đứa lấy nhau? Và quan điểm về sinh con trai con gái thế nào? Rồi tiền bạc, kinh tế ai giữ luôn? Nếu mà vợ chồng thì cả hai cùng đi làm. Dạ, nên thì nó vậy thì nó cái kinh tế của mình nó sẽ tốt hơn, nó sẽ có điều kiện hơn để nuôi dạy con cái hơn là một người đi làm và một người ở nhà. Dạ, cái đó cũng hợp với ý em, là tại vì khi mỗi người mình đi làm á, kinh tế thứ nhất ổn định, thứ hai là mỗi người có một cái không gian hoạt động nhất định thì mọi người sẽ có thoải mái tinh thần hơn với nhau nữa. Em hỏi bạn gái đi, giờ cái cảm xúc của em sao rồi, cái phần cứng của anh được chưa? Bạn chuyển qua phần mềm. Em với anh cũng khá là gần sống với nhau rồi. Kinh nghiệm của tụi anh á là quen bạn chỉ cần nhìn ba mẹ anh chị của bạn đã hiểu về bạn rồi. Bây giờ coi cái điện của họ có chạm nhau được hay không. Bây giờ hai bạn có thể tiến tới tạo cơ hội nắm tay với nhau đó. Để từ nói chuyện cho tới cảm xúc luôn. Đó. Có hợp không mọi người? Bây giờ các bạn có 30 giây để nhìn thẳng vào mắt nhau, để cảm nhận từ cái bàn tay với bàn tay, ánh mắt chạm ánh mắt nha. Nhìn đi. Bốn mắt nhìn nhau. Muốn trào. Cho em hỏi là anh nắm tay bao nhiêu người rồi? Anh không biết nữa, con trai con gái luôn em. Chắc cũng vài người. Em không biết nói gì hết á, nên em nói trước rồi là em không có nói nhiều được. Đã nghĩ được một cái câu là con gái là yêu bằng lỗ tai rồi mà không chịu tìm lời, tìm từ để đúng nói. Đúng rồi, mình nắm tay nhau mình cảm giác cái bàn tay nó thế nào? Bàn tay của anh hơi lạnh. Em cũng thấy lạnh. Hai đứa lạnh hết. Tại vì trường quay mới lạnh quá. Đây nè, tôi cũng lạnh. Tôi lạnh. Nhắm mắt lại và kiểm tra lại con tim mình lần cuối. Duyên là do trời định, phận là do người tạo, còn hạnh phúc là do tự mình nắm bắt. Thì anh hãy suy nghĩ. 3 2 và 1. Chúc mừng.
nắm tay nhau đi. Hãy đến với cái nụ hôn đầu tiên. Em thấy nóng rồi. Nó phải thấy nóng, nó rồi không, đó, thấy chưa? Không lạnh như nãy nữa. Không, nó phải hôn bằng cả trái tim của mình đó nha. Bắt đầu.